Hey, chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chào các bạn để review cho các bạn xem chương trình chợ quê nhé. Đây là chợ con giống của thị trấn Vĩnh Lộc, Tuyên Hóa, Tuyên Quang các bạn nhé. Đây tiếp tục đi xem cá lợn các bạn nhé. Mày quay ra, không cho mày quay đâu. Vâng. Mưa mà lợn nhiều lắm các bạn ạ. Mưa quá. Mưa lắm các bạn. Ông mua được chưa? Đâu? Đâu xe nào? Ông đâu? Ông đi à? Đón xe thế cả đi mẹ đấy. Đi mình rồi, đi xem rồi. Thế là vừa lúc người ta mua lợn không biết được ra. Giờ mới lên đây. Đây lên đấy. Vâng. 26 triệu bao nhiêu con? 12 con. Giá đâu? 12 con mà 26 triệu. Độ mấy cân con? Nhưng mà sao phải đón xe thì nó khác lai về cho mình chứ. Bây giờ ta ông hôm nay đi nó đi về cùng. À thế rồi gì? Đi. Đâu tí nữa. Xem đàn nào đẹp đẹp. Xem đàn nào đẹp đẹp mua. Dạ. Không giả. Lợn này lợn đẹp này còn gì nữa. Đâu đàn đó. Bán xô thì chịu ai luôn. Đây các bạn. Trời mưa nhé. Rất to mà lợn thì che bằng những tấm vải ni lông mỏng các bạn. Ao tiền cổ các bạn. Mấy chục triệu một lồng mà chỉ được che chắn là một tấm ni lông. Che bằng cái này thì người mua mình thấy. Đấy, rất nhiều lợn. Để mưa che chắn này để bán này thôi. Mặc dù trên chợ này mưa nhưng mà rất nhiều người đi mua bán cha để lượng lợn cha để về chợ rất nhiều thôi. Về có bốn con cá cùng luôn về thích làm giống cũng được bằng cách là cái tiền chỉ cái sao là tiền trăm một con lợn để làm giống là ngon bàn 2-3 triệu này. Còn lợn kia nó toàn là chỉ 2 triệu. Trời trời đang mưa rất to rồi. Chỗ hai đi mua không được bác ơi.
hôm nay phiên chợ này ông chợ cũng không phù cho người buôn bán lắm nên là mưa đấy, mưa to lợn ướt rét người đi lại thì áo mưa thì mình có 6 con to đúng rồi ạ. Các hộ chăn nuôi được đào hết thì nó bị giống như thế rồi. Đâu nhiều vài tháng thôi chắc cũng không ưng ý chế lợn nó mua rồi. Nhiều lắm. Bây giờ dịch bệnh có để yên với công người dân không? Có phận buồn này thì giá lợn chả mấy một xuống đâu rồi. Nhiều lợn còn lắm. Các bạn xem video của mình thấy hay và có ý nghĩa thì xin cho mình một đăng ký kênh và một chia sẻ nhé, và một like để mình có động lực để làm tiếp tục các video có chất lượng và sau được của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Cái này. 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 Cái
đợi người bán người mua tấp nập lắm. Lợn này là móng cái mới lợn ấy gì. Ăn khỏe lắm rồi. Ăn về 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 rồi. Ăn đây. Có một con thì nó cái hơi kém hơn tí. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
No, no, no.
Thank you.